Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2018, triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019. Năm 2018, ngành y tế huyện Tam Nông đã đạt được nhiều thành tựu. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai chủ động và hiệu quả. Trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đạt 98,3%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 12,8%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% kế hoạch. Công tác phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phòng chống HIV/AIDS đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tính đến hết năm 2018, có 20 trên 20 xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Năm 2019, ngành y tế Tam Nông tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, quản lý chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc chữa bệnh, nâng cao chất lượng dân số, tăng cường thanh tra kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và triển khai các hoạt động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu y tế năm 2019.